Xin cảm ơn mục sư Lê Minh Đức. Qua lời của Chúa, chúng ta thấy được rất in ủi vì biết chắc rằng người thân yêu của chúng ta là mục sư Nguyễn Thế Hạnh đã được Chúa Giêsu tiếp rước và đang yên nghỉ ở nơi vinh quang đời đời với Thiên Chúa. Như này tôi xin trân trọng kính mời mục sư Dương Thị Thảo, Phó Tổng Quản nhiệm lên Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm lên cầu nguyện chúc ban phước cho tam quý. Xin mời mục sư. Chúng con thì ai có thể cự định lại chúng con được. Và Chúa ơi,
những người chết trong Ngài là những người được phước ạ. Chúng con tin chắc chị em chúng con được nghỉ sự khó nhọc mình, được nghỉ mọi công lao mình, và hiện nay chị em chúng con được gặp đấng mà cô đã yêu mến, cô đã kính sợ và hầu việc, và được nhận lấy sự ban thưởng của Ngài. Chúa ơi, chúng con phải tạm buồn rầu vì sự chia lìa, nhưng chúng con biết rằng chị em chúng con đang vui hưởng trong nước của Ngài và gặp lại mọi người yêu thân yêu cùng trong đức tin ở trong nước của Ngài. Rồi nguyện Đức Thánh Linh là thần yên ủi tấm lòng của cô Ái, cô Ân cũng như hết thảy tăng quyến, và an ủi hết thảy mỗi anh em chị em chúng con trong hội thánh Ngài, trong gia đình của Đức Chúa Trời. Và nguyện chúng con đều biết rằng chúng con trung tín với Chúa cho đến chết, thì chúng con gặp lại mọi người yêu thương thân thương của chúng con được. Nguyện Chúa được vinh hiển qua mỗi đời sống chúng con. Nguyện Chúa làm chúng con tiến tới và rao giảng phúc âm để nhìn thấy nhiều cuộc đời được biến đổi, được kinh nghiệm sự tươi mới ở trong nhà. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển tôn quý quyền năng ơn phước để thuộc về nhà, và chúng con khi quý cầu giờ này chúng tôi xin được phát tâm. Cảm ơn sư Đức Thánh Thần, xin mời tất cả các anh chúng ta cùng. Và giờ này trước khi đóng nắp quan tài, xin mời Tân Quý đứng lên để gặp người thân mình mình cho và gia đình đi trước. Sau đó các tôi con, các tôi với Chúa người đồng nghiệp tiếp tục đi để gặp mặt một sư Đức Thánh Thần gần cuối. Sau đó chúng ta sẽ đóng nắp quan tài. Xin mời. Gia đình đi trước, sau đó các lãnh đạo và các đồng nghiệp tiếp tục cùng đi theo và nhìn mặt người thân của chúng ta lần chót trước khi đóng nắp quan tài. Có gì nữa? Xin mời các đầy tư Chúa, các đồng nghiệp, chúng ta tiếp tục gặp người thân của chúng ta lần cuối. Sau đó các lãnh đạo lại trở về vị trí của mình, tiếp tục có cơ hội chào đón những người đang cách và thân yếu khi nhìn mặt lần cuối để tới Chúa mục sư hữu thể. Xin ban giúp đỡ, đóng nắp quan tài,
viếng mục sư Nguyễn Thị Hạnh. Tất cả các đoàn đã đến và viếng mục sư Nguyễn Thị Hạnh, chúng ta sẽ chuẩn bị để bắt đầu lễ viếng. Chúng ta sẽ không được trước tiền sản và xin mời tất cả các bà, các bạn.
ông đổ